Trịnh Sảng thua kiện, phải đền bù hơn 200 tỷ đồng. Diễn viên Trịnh Sảng bị xử thua kiện, phải đền bù thiệt hại kinh tế cho đoàn phim số tiền 60 triệu nhân dân tệ. Theo Sina, tòa phán quyết diễn viên Trịnh Sảng thua kiện trước công ty Thượng Huy Ảnh Thị. Nữ diễn viên phải bồi thường 60 triệu nhân dân tệ cùng 700.000 nhân dân tệ phí thụ lý vụ án. Tổng số tiền cô phải trả là 60,7 triệu nhân dân tệ, hơn 200 tỷ đồng. Công ty Thượng Huy Ảnh Thị là đơn vị đầu tư và sản xuất tác phẩm Tuyệt Mật Giả do Trịnh Sảng đóng chính. Những lùm xùm về đời tư của cô khiến phim bị hủy bỏ. Làn sóng tẩy chay nữ diễn viên từ dư luận khiến công ty và các nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi khởi kiện Trịnh Sảng và yêu cầu cô phải có trách nhiệm. Bê bối của cô đã khiến nhiều người mất việc, mất của và đứng trước nguy cơ phá sản, đại diện công ty nêu trong đơn kiện. Trước kết quả trên, Trịnh Sảng không đưa ra phản hồi. Nữ diễn viên sống tại Mỹ từ hơn một năm qua. Do đó, giới truyền thông nhận định việc đòi tiền từ cô là rất khó. Từ khi vướng scandal, Trịnh Sảng cũng đối mặt nhiều vụ kiện từ các đối tác cũ. Đoàn phim Người Tình Phỉ Thúy cũng đâm đơn kiện nữ diễn viên, số tiền 80,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 278 tỷ đồng, vì nguyên nhân tương tự. Mặt khác, Trịnh Sảng cũng vướng ồn ào về đời tư. Hôm mùng 7 tháng 1, bạn trai cũ, Trường Hằng, tố nữ diễn viên bạo hành hai con nhỏ, bỏ các bé ở nhà một mình. Nữ diễn viên thông qua luật sư kịch liệt phản bác. Cô cho biết mình vẫn yêu thương, quan tâm các con và chưa từng bị cơ quan chức năng điều tra. Vụ tranh chấp quyền nuôi con của cả hai kéo dài suốt 2 năm qua vẫn chưa có hồi kết. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống kín tiếng tại Mỹ. Trong một bài đăng, cô cho biết cảm giác sợ người lạ và thị phi. Dù vậy, cựu hoa đán tự hứa sẽ sống tích cực, vực dậy sau những vấp ngã. Trong một đoạn clip gần đây, Trịnh Sảng bày tỏ sẽ chuyển sang làm YouTuber để kiếm sống. Nếu nói không tốt, tôi cũng không cảm thấy bị mất mặt. Tôi có thể tiếp tục khiến mọi người chê cười. Tôi chỉ mong có thể kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống, cô chia sẻ. Trịnh Sảng là ngôi sao mở đầu cho loạt scandal của các ngôi sao Hoàng ngữ trong năm 2021. Cô vướng tai tiếng thuê người mang thai hộ, sau đó bỏ con. Cuối năm 2021, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc công bố danh sách 88 nghệ sĩ bị cảnh cáo công khai, trong đó có tên Trịnh Sảng. Đây được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của nữ diễn viên.